chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. One Piece chương 999 tuần này sẽ không bị hoãn và tiếp tục được ra mắt. Mặc dù bây giờ vẫn chưa được phát hành chính thức, nhưng các tiết lộ spoiler mới nhất và đầy đủ nhất đã bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội và các trang web tin cậy. Theo lịch trình thì tuần sau chúng ta sẽ nghỉ và không có chuyện mới. Và nếu không có gì thay đổi thì ngày 4 tháng 1 năm 2021 sẽ đặt chân đến dấu mốc chap 1000. Theo những thông tin được tiết lộ sớm nhất thì chương 999 của One Piece sẽ cực kỳ hay khi tiết lộ trái ác quỷ của Kaido. Đồng thời tiết lộ hóa ra Big Mom chỉ coi Kaido như một người em trai, khiến cho Kaido bị thành Brother Zone. Trong video này, chúng ta sẽ cùng đến với bản tiết lộ đầy đủ nhất về chap 999 nhé. Let's go! Tiêu đề của chap 999: Rượu tao ủ trong lúc chờ người. Chap 999 đã bắt đầu bằng một đoạn hồi tưởng ngắn về Ace. Hồi tưởng về Ace: Hỏa Quyền và các thuyền viên của bang Attack Space đến đảo Onigashima với mục đích để cứu giúp những đứa trẻ đã bị bắt cóc ở đó. Tuy nhiên rằng Kaido và những tên chỉ huy cấp cao của bang Attack Bách Thú lúc này đang có việc gấp và không có mặt tại hòn đảo. Chính vì vậy, Hỏa Quyền bắt đầu đánh bại tất cả các đám lính tay chân cùi bắp cho đến khi bắt gặp Yamato. Các thuyền viên băng Space của Ace thúc giục anh ta hãy quay trở lại bởi vì một người như Yamato không phải là thuyền trưởng bang Bách Thú mà đã mạnh mẽ như vậy. Điều này khiến cho Ace khó chịu và vì vậy, Hỏa Quyền quyết định chiến đấu với Yamato. Mặc dù Yamato không có nghĩa vụ bảo vệ hòn đảo này, nhưng Yamato đang cảm thấy buồn chán vì không được ra ngoài nên cô ấy chấp nhận lời khiêu chiến và sẽ là đối thủ của Hỏa Quyền. Ace nhận ra rằng Yamato đang đeo trên người còng tay bằng đá biển và nói rằng: Con cái thì không có quyền được chọn cha mẹ, chúng ta chỉ có thể chọn ước mơ cho mình mà thôi, đừng để cha mẹ trói buộc trái tim mình. Yamato tức giận và phá hủy bức tượng rồng. Hỏa Quyền bắt đầu thích cô ấy, vì vậy anh ta sử dụng nắm đấm lửa của mình đấm thẳng vào bức tượng và nói rằng nhận trách nhiệm này về chính mình, đồng thời nói rằng đây sẽ là lời cảnh báo của Ace dành cho Kaido. Đêm đó, Yamato và Ace đem trói đám thủ hạ của Kaido lại và sau đó uống rượu sake với nhau. Yamato nói rằng cô ấy sẽ rời khỏi hòn đảo này ngay khi có thể tháo được còng tay. Sau đó, cô hỏi anh ta có phải thế hệ mới của những người mạnh mẽ đang xuất hiện lan tràn trên khắp thế giới không? Ace kể rằng từ bây giờ đang có Kaven Something, Kid từ South Blue, Law từ North Blue, BG từ West Blue. Nhưng người mạnh nhất sẽ là em trai của Ace và người sẽ ra khơi sớm thôi. Trở lại hiện tại, Yamato tiết lộ với Momonosuke rằng cô là con gái của Kaido. Momonosuke vô cùng bất ngờ và sợ hãi nhưng đã bình tĩnh lại ngay. Momonosuke hỏi tại sao Yamato lại nhắc đến Ace. Yamato: Bởi vì anh ấy là... Yamato nói đến đó thì chuyển cảnh. Nhóm Nami chuyển cảnh tới cô bé Otama. Cô ấy nói với Nami rằng về việc cô bé muốn trở thành một Kunoichi như đã hứa với anh chàng Ace. Sau đó, cô bé được Nami kể lại rằng Ace là anh trai của Ruffy. Chuyển cảnh sang sảnh ca múa nhạc. Queen bảo mọi người hãy ngăn chặn Marco bằng bất cứ giá nào. Marco bảo Robin và Brook hãy chạy vào bên trong lâu đài và tìm đường đi lên. Sau đó, Marco đưa Zoro bay lên trên mái nhà. Marco bắt đầu đoạn hồi tưởng mới về những ngày anh còn ở băng dâu trắng. Hồi tưởng về băng dâu trắng. Khi đó, Hỏa Quyền đề nghị dâu trắng tấn công Kaido vì Ace muốn thực hiện lời hứa với cô bé Otama. Izo và Marco cho Ace biết rằng sau cái chết của Odin thì rất lâu sau họ mới biết được việc đau thương này. Sau đó, họ cũng nói về việc vấn đề tấn công Wano quốc gia thảo luận nhiều lần nhưng đều không thực hiện được và phải dừng lại. Họ hiểu rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tuyên chiến với Kaido và rất nhiều người sẽ phải hy sinh. Ace yêu cầu dâu trắng cho mình đi một mình tới Wano, nhưng điều này khiến cho dâu trắng tức giận. Dâu trắng nói rằng còn quá sớm để Ace có thể đánh bại một kẻ mà đến Odin còn không thắng được. Sau đó, dâu trắng cho Ace một trận đòn. Dâu đen đã cười và tỏ ra hiểu việc Hỏa Quyền cũng có tham vọng lấy được đầu của một tên tuổi lớn trong thế giới hải tặc. Marco trả lời rằng Ace không có cái ý nghĩ đó. Marco và Izo nói chuyện về Ace, họ nói rằng chỉ cần dâu trắng đồng ý là họ sẵn sàng đi cùng Ace đến Wano Quốc. Trở về với hiện tại thì King và Queen đã hóa sang dã khủng long để ra ngăn chặn Marco. Trong mồm Queen hiện ra một khẩu súng và Queen dùng nó để bắn thẳng vào mồm Marco, nhưng đạn xuyên qua anh ta và không gây được sát thương gì cả. King và Queen bảo với Marco rằng Marco giờ có đến cũng chả giải quyết được vấn đề gì đâu, các samurai sẽ chết sớm thôi và một khi lấy được mạng của Momonosuke thì cuộc chiến này cũng sẽ chấm dứt. Trong khi vẫn đang quắp lấy Zoro, Marco đáp lại King và Queen rằng các người quá là ngây thơ khi tự tin rằng mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng như vậy. Cái mà các ngươi đang phải đối mặt
chính là thời đại mới đó. Chuyển cảnh một lần nữa về nhóm Nami, Nami tán thành và đồng ý hành động theo kế hoạch của Tama. Lại tiếp tục bẻ lái sang bên nhóm Yamato. Yamato cho Momonosuke biết rằng thực chất Ace là con trai của vua hải tặc Goldie Roger và là anh em trai kết nghĩa cắt máu ăn thề với Ruffy. Yamato nói rằng trong số tất cả những hải tặc trên thế giới này thì người mà Momonosuke tìm được và đưa đến Wano Quốc sẽ là Luffy, việc này chính là ý trời rồi. Sau cùng thì Luffy cũng là một người có chữ đi trong tên. Sau khi Yamato nói xong, cô mang quyển nhật ký của Oden ra. Bẻ lái tiếp với Big Mom và Kaido. Chuyển cảnh lên sân thượng của đảo Oni, Kaido và Big Mom đang ở trên đó chém gió và đợi Luffy. Đám mây Zeus và mặt trời Prometheus giờ đã hồi phục hoàn toàn sức mạnh sau khi đã ăn thêm mây và lửa. Big Mom dặn Kaido là ông ta thích giết đứa nào thì giết, nhưng phải trừ lại Nico Robin. Kaido hỏi là chẳng phải Big Mom có một đứa con gái thuộc chủng tộc ba mắt trong băng còn gì? Và đứa con gái đó không đọc được ngôn ngữ trên Pony Clip hay sao? Big Mom trả lời rằng ta cũng chẳng biết thế nào nữa và đã rất sốt ruột không đợi được tới khi Pudding thực sự khai nhãn. Big Mom hỏi là Kaido định thả đảo Oni xuống chỗ nào của Wano. Kaido tiết lộ rằng sẽ thả thẳng vào lâu đài là biểu tượng của gia tộc Kozuki. Big Mom hỏi tiếp là có phải có một cái Road Pony Clip đang có ở nơi này hay không? Kaido hỏi là tại sao Big Mom đã vội tỏ ra ý định thực sự cho ông ta biết sớm thế. Big Mom nói đừng có coi thường bà ta như vậy mà nói với Kaido rằng kể cả đến bây giờ bà ta vẫn xem Kaido như em trai mình. Đây có thể coi là tiết lộ lớn nhất. Kaido đã bị Brother Zone. Cái ngày băng hải tặc Rock tan rã ở God Valley, Big Mom tặng cho Kaido một trái ác quỷ Uo Uo chủng thần thoại. Ở đây Uo là loại cá. Đó chính là món nợ mà Kaido sẽ mang ơn Big Mom suốt đời. Kaido bảo là thôi thì giờ kệ cho Big Mom giải thích nói gì thì nói, có thì để sau giải quyết. Kaido và Big Mom cùng hét lớn, chúng ta sẽ đi tìm One Piece. Phân tích một chút về mục đích của Big Mom. Big Mom nói với Kaido rằng hãy giữ lấy cái mạng của Nico Robin. Như vậy mục tiêu đến Wano của Big Mom rõ ràng là nhằm đến phiến đá đỏ Pony Clip, bởi vì đứa con Pudding của Big Mom đã rất lâu rồi, không thể khai nhãn để đọc Pony Clip. Hiện tại đã có 4 phiến đá Pony Clip đỏ trên thế giới. Kaido giữ một, Big Mom giữ một. Một phiến đá còn lại đã được Luffy thu thập. Như vậy, tại Wano Quốc đang tập hợp 3/4 tấm Pony Clip đỏ, những tấm đá có thông tin chỉ đường đi tới Lock Tail. Và Big Mom sau vụ đảo bánh tức tốc đến Wano, hóa ra không đơn thuần để trả thù Luffy, mà còn vì các phiến đá Pony Clip đỏ đã có mặt tại vương quốc này. Thông qua câu nói của Kaido, có vẻ như Pudding, con gái của Big Mom chưa thể đọc được những phiến đá đỏ trong thời gian sớm ngay được. Chính vì vậy, cô không có mặt trên thuyền của Big Mom tới Wano, người đang được nhắm đến đó chính là Nico Robin. Như vậy, liên minh giữa hai tứ hoàng vốn nhận được rất nhiều nghi ngờ từ độc giả và các lực lượng trong bộ truyện thực sự là có một kế hoạch của cả Big Mom và Kaido. Cả hai muốn dựa vào sức mạnh của nhau để đối phó không chỉ với liên minh Luffy mà còn là hải quân hoặc thậm chí là quân cách mạng có thể can thiệp vào cuộc chiến tại Wano. Đối với hai kẻ có sức mạnh quái vật như Big Mom và Kaido, chắc chắn cả hai sẽ theo dõi sát sao động tĩnh của nhau để quyết định hành động. Cả hai cùng nhau muốn leo lên ngôi vị vua hải tặc đời tiếp theo bằng việc giải mã Pony Clip mà tìm ra One Piece. Sẽ không có chuyện Big Mom trơ mắt đứng nhìn Kaido đạt được mục đích. Nguy cơ đổ vỡ của liên minh này rất là cao, nếu như không muốn nói là cả hai thực sự đang chờ đợi thời cơ để thanh toán lẫn nhau. Kaido sẽ không muốn dây dưa vào Big Mom thời điểm hiện tại. Thứ ông ta cần là đập tan ý đồ giải phóng Wano của liên minh Luffy và đám gia thần rắc rối của Oden. Trong khi đó, Big Mom nhiều khả năng sẽ ngồi chơi xây nước, chứng kiến Kaido quyết chiến và trở thành ngư ông đắc lợi. Và mục đích của Big Mom buộc phải lộ ra một chút, đó chính là yêu cầu Kaido giết ai thì giết, nhưng phải để lại Nico Robin cho bà ta. Chấp nhận việc Kaido biết được mục tiêu của Big Mom nhằm đến phiến đá đỏ Pony Clip mà mình đang nắm giữ. Hết chương 999, One Piece Chap 1000 sẽ được phát hành vào ngày 4 tháng 1 năm 2021. Trên đây là những phân tích và tiết lộ sớm nhất về One Piece Chap 999 thông qua những thông tin đã được tiết lộ sớm nhất. Vài hôm nữa thì sẽ có One Piece Chap 999 bản đầy đủ, nếu có thêm chi tiết mới thì mình sẽ phân tích kỹ sau nhé.